chị em thân mến, hôm nay giáo xứ chúng ta đón tiếp cha Damien Savio Nguyễn Tuấn Hào. Ngài là bề trên đang viện sĩ tô tại Châu Sơn. Ngài đến với thầy chúng ta, giáo xứ chúng ta dự lễ chiều thứ bảy cho ngày chủ nhật ngày mai. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Bà anh chị em thân mến, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô Con một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử. Xin lấy tình cha mẫu âu yếm đoái mình. Này chúng con là những kẻ tin kính Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đáng hưởng gia biệt muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trì cùng Chúa trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Chích sách Tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, Phao-lô và Ba-na-va trở lại Lystra, Iconio và Antiochia, củng cố tinh thần các môn đồ, khuyên bảo họ giữ vững đức tin mà rằng: chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới được vào nước Thiên Chúa, nơi mỗi hội thánh các ngài đặt những vị niên trưởng rồi ăn chay cầu nguyện, trao phó họ cho Chúa là đứng họ tin theo. Sau đó các ngài sang Pisidia, đi đến Pamphylia. Sau khi rao giảng lời Chúa tại Phê-gê, các ngài xuống Attilia, rồi từ đó xuống tàu trở về Antiochia, nơi mà trước đây các ngài đã được trao phó cho ơn Chúa để làm công việc các ngài mới hoàn thành. Khi đến nơi, các ngài tụ họp giáo đoàn, thuật cho họ nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài và đã mở lòng cho nhiều dân ngoại nhận biết đức tin. Đó là lời Chúa. Thank you.
chức sách khải huyền của Thánh Gioan. Tôi là Gioan đã thấy trời mới và đất mới. Vì trời cũ và đất cũ đã qua đi, và biển cũng không còn nữa. Và tôi là Gioan đã thấy thần Thánh Jerusalem mới từ trời xuống, từ nơi Thiên Chúa, tề chỉnh như tân nương được trang điểm cho tân lang của mình. Và tôi nghe có tiếng lớn từ ngai vàng phán ra: đây là Thiên Chúa ở với loài người, và chính Thiên Chúa sẽ ở với họ. Người sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ. Sự chết chóc sẽ không còn nữa, cũng không còn than khóc, không còn kêu la, không còn đau khổ, bởi vì các việc cũ đã qua đi. Và đấng ngự trên ngai vàng đã phán rằng: này đây, ta đổi mới mọi sự. Đó là lời Chúa.